Nhận định bóng đá Brazil Chile, Emer bùng nổ, Úc cầm Samba, nhảy múa, tứ kết Copa America. Nhận định về bóng đá Brazil và Chile vào 7 giờ ngày 3 tháng 7, tứ kết Copa America 2021, khán giả mong chờ một trận cầu mãn nhãn với những đường tấn công rực lửa. Chủ nhà của Copa America 2021, đội tuyển Brazil đã kết thúc bảng B với vị trí dẫn đầu cực kỳ thuyết phục. Họ vượt qua Peru, Venezuela một cách dễ dàng, gặp đôi chút khó khăn với Colombia, nhưng vẫn giành chiến thắng và chắc ngôi đầu từ trước khi lượt cuối diễn ra. Bởi vậy, trận hòa trước Ecuador không mang nhiều ý nghĩa. Hơi đáng tiếc cho Brazil là chuỗi thắng liên tiếp đã bị đứt, nhưng rõ ràng sức mạnh của đội quân vàng xanh đã được thể hiện rõ ràng. Người ta thường biết tới những vũ công Samba với những đường tấn công máu lửa, nhưng giờ đây họ cũng biết cách phòng ngự chắc chắn dưới thời huấn luyện viên Tite. Chiến lược gia 60 tuổi luôn xuất phát với sơ đồ hai tiền vệ phòng ngự phía trước bốn hậu vệ Flores, Casemiro hay Luis Fabio đều tạo nên sự chắc chắn ngay từ khu vực giữa sân. Hai sự lựa chọn trên chưa hẳn là lý tưởng nhất, bởi Casemiro và Fabinho chưa thi đấu cùng nhau. Liệu đó có phải là con bài giấu trong tay áo của ông thầy người Brazil? Một trong những lý do huấn luyện viên Tite tự tin chơi hai tiền vệ trung tâm là bởi phía trên Neymar đang làm tốt nhiệm vụ của một nhạc trưởng. Số 10 của Brazil được xếp ở bên hành lang cánh trái nhưng di chuyển rộng để tổ chức tấn công. Không còn quá màu mè, Neymar bắt đầu hướng tới sự hiệu quả và chứng minh vì sao mình từng được coi là xuất sắc chỉ sau Ronaldo và Messi. Những cầu thủ chơi bên cạnh Neymar như Firmino, Gabriel Jesus, Richard Nixon cũng vì vậy mà chơi tốt lên dù phong độ chưa cao. Họ vẫn thường bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhiều hơn là tận dụng thành công. Đối thủ ở tứ kết của Brazil là Chile, nhà cựu vô địch của Copa America so với 5 và 6 năm về trước. Đội hình của Chile không những không mạnh hơn mà còn yếu đi. Alexis Sanchez không còn xuất sắc như trước. Tương tự như vậy, Arturo Vidal hay Vargas. Họ chỉ có được vị trí thứ tư ở bảng B, phản ánh rõ điều này khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1, ghi 3 bàn và thủng lưới tới 4 lần. Rõ ràng Chile không còn là đối trọng của Brazil ở thời điểm hiện tại, và đội chủ nhà sẽ có một trận chiến thắng trước Chile.